Bầu trời trong veo tại sa mạc Atacama khô cằn của Chile là nơi lý tưởng cho những ai nghiên cứu các thành phần của vũ trụ. Nhưng nay, các chuyên gia đang khám phá một bước mới kế tiếp, đó là phát hiện sự hiện hữu của sự sống trên những hành tinh khác. Trên khu đất kế cận với đài thiên văn Las Campanas, cách thủ đô Santiago khoảng 480 km, một tổ hợp đại học và các định chế khoa học quốc tế đang xây dựng kính thiên văn Magellan khổng lồ, có độ phân giải cao gấp 10 lần so với kính viễn vọng không gian Hubble. Khu liên hợp trị giá 1,8 tỷ đô la dự kiến bắt đầu hoạt động vào cuối thập niên sẽ cạnh tranh với kính thiên văn cực lớn, tọa lạc xa hơn về phía bắc của cùng sa mạc và cũng cạnh tranh với kính thiên văn 30M TMT đang được xây dựng tại Hawaii. Kính GMT sẽ có 7 trong số những thấu kính nguyên khối lớn nhất hiện nay và sẽ cung cấp một bề mặt kính duy nhất có đường kính 24,5 mét với khu vực thu nhận tổng cộng là 368 m2.